bé gái 2 tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành chấn thương sọ não. Ngày 17 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt cho biết đang điều tra, làm rõ vụ bé gái gần 2 tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành, dẫn đến chấn thương sọ não, dập phổi và đa chấn thương đang trong tình trạng nguy kịch. Sau khi vào cuộc, bước đầu cơ quan chức năng xác nhận, từ tháng 6 năm 2022, bé gái được mẹ gửi cho bảo mẫu Cao Thị Đào, làm việc tại một trường mầm non tại phường 9, thành phố Đà Lạt. Gần đây, cô Đào sửa nhà cửa nên nhờ hai cô Huỳnh Thị Thanh Hằng, 26 tuổi, và Vương Ngọc Thảo Vi, 24 tuổi trông coi và nuôi bé. Hai cô Hằng và Vi đưa cháu về một nhà trọ ở phường 12, thành phố Đà Lạt để nuôi dưỡng. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Khi Huỳnh Thị Thanh Hằng đưa bé gái nhập viện trong tình trạng hôn mê, các bác sĩ bệnh viện đa khoa Lâm Đồng trong quá trình cấp cứu bé gái, thấy trên người bé có nhiều vết bầm tím từ đầu đến chân, bị chấn thương sọ não, tụ máu não, dập phổi. Qua đó xác định các vết thương trên người bé không phải do tai nạn, mà có dấu hiệu của bạo hành nên trình báo công an. Hiện Công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Theo dõi để nắm bắt thêm những thông tin khác nhé!